những điều kiêng kỵ khi về nhà mới. Lựa thời điểm nhập trạch vào ngày hắc đạo, ngày xấu. Những ngày hắc đạo, ngày xấu được quan niệm là những ngày không đưa lại may mắn, dễ đưa lại cho gia chủ những điều không hay. Các thời điểm nhập trạch xấu mà các bạn cần hết sức tránh như ngày sóc, ngày vọng, tức là mùng 1 âm lịch và ngày rằm. Ngày dương công kỵ nhật, mùng 5, 14 và 23 âm lịch. Ngày tam nương, mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch. Kiên kỵ khi về nhà mới lại nói lời không hay, cãi vã. Vào ngày nhập trạch, gia chủ cùng người thân nên tạo không khí vui vẻ đầm ấm cho ngôi nhà. Cần hết sức tránh việc cự cãi bất hòa hay nói những lời khó nghe, thậm chí lời nói tục. Kiên kỵ khi về nhà mới làm vỡ đồ. Dân gian quan niệm, bất kỳ một sự đổ vỡ đồ đạc gì trong gia đình đều là điểm không hay chủ về sự đổ vỡ một mối quan hệ, sự chắc trở hay phát sinh sự không hay sau này. Đặc biệt vào các dịp như ngày Tết, ngày mùng 1 âm lịch, ngày rằm và khi nhập trạch cũng không là ngoại lệ. Kiên kỵ khi vào nhà mới với người tuổi dần chuyển nhà. Điều kiên kỵ này xuất phát từ câu tục ngữ dẫn hổ cửa trước, rước bèo cửa sau. Theo đó, việc người tuổi dần tham gia vào việc nhập trạch nhà mới được quan niệm là không hay dễ phát sinh sự sơ sẩy về sau trường hợp chủ nhân ngôi nhà là người tuổi dần các thành viên có thể sắp xếp người thân khác để mọi chuyện được ổn thỏa và hành thông tránh ngủ trưa vào ngày đầu tiên khi nhập trạch ngủ trưa ngay ngày đầu tiên nhập trạch được dân gian quan niệm thể hiện cho sự trễ nại yếu đuối do đó dù có sự mệt mỏi các gia chủ hay người thân cũng nên lưu ý tới điểm kiên kỵ này tránh để người có tang vào nhà mới. Với ai đó đang trong thời gian chịu tang nên tránh đến hộ gia chủ khi nhập trạch nhà mới. Dần dần quan niệm có tang là điều không may mắn, dễ đưa lại sự xui rủi cho gia chủ khi nhập trạch. Mọi người lưu ý nhé, theo dõi Duy Thuận để tìm hiểu sâu hơn về đời sống tâm linh.